Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hai ngày một đêm, Hà Tiên trở thành vùng đất đáng trải, những địa điểm đầy thử thách mà dàn cát phải trải qua. Dắt túi thêm 3 địa điểm du lịch ở Hà Tiên nhất định phải ghé thăm nhờ 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm tập 2 đã khép lại chuyến hành trình Hà Tiên của 6 người đàn ông quyền lực và khách mời Hoa hậu Tiểu Vy. Bên cạnh sự thú vị từ dàn cát và khách mời mang lại, thật thiếu sót khi không kể đến vùng đất Hà Tiên xinh đẹp, địa điểm đầu tiên trong 6 thành viên ghé thăm, nơi đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho đội ngũ 2 ngày 1 đêm. Thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 km về phía Tây Nam. Hà Tiên được biết đến là một phần của Tam Giác Vàng, du lịch, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, là vùng đất của biển, những hòn đảo xinh đẹp với những người dân chất phác, hiền lành, cùng với trải nghiệm tuyệt vời về thế giới ẩm thực vô cùng phong phú. Dưới đây là 3 địa điểm nổi bật ở Hà Tiên được ghi hình trong 2 ngày 1 đêm. Thứ nhất, đền thờ họ Mạc, dấu xưa tiền nhân. Trong tập 1, các thành viên có dịp tham quan lăng Mạc Cửu, nhà thờ dòng họ Mạc, người có công khai khẩn vùng đất Hà Tiên. Đền thờ họ Mạc có tên gọi là Trung Nghĩa Từ hay còn gọi là Miếu Ông Lịnh. Ngoài giá trị lịch sử, nó còn là một công trình có giá trị nghệ thuật cao bởi cách bố trí hài hòa và lối chạm trổ tinh vi, sắc sảo nhờ thành địa điểm du lịch Hà Tiên không thể bỏ qua. Với chặng đường lịch sử hơn 300 năm, các đền thờ, lăng mộ, dòng họ Mạc vẫn giữ được nguyên vẹn những nét kiến trúc của thời kỳ đầu. Ngày nay, đền thờ dòng họ Mạc là điểm đến đầu tiên của du khách khi đến tham quan Hà Tiên Thập Vịnh, gồm các danh thắng như Thạch Động, Đồng Hồ Ấn Nguyệt, bãi biển Mũi Nhai, núi Bình San, di tích núi Đá Dựng. Núi Đá Dựng nằm ở xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, là quần thể gồm 14 hang động lớn nhỏ nối với nhau tạo thành một mê cung đá độc đáo, được xếp hạng là di tích quốc gia. Được biết nơi đây gắn liền với truyền thuyết Thạch Xanh Lý Thông, câu chuyện chúng ta hay nghe từ bé. Không chỉ lôi cuốn du khách đến tham quan vì cảnh đẹp xung quanh, Núi Đá Dựng còn thu hút bởi chính những cái tên độc đáo của các hang động có ở đây. Theo đó, mỗi hang động đều có những cái tên ấn tượng được đặt dựa trên truyền thuyết, hình dạng thạch nhũ hoặc cảm nhận của du khách khi ghé lại đây tham quan. Trong đó nổi tiếng hơn hết là Thạch Động, địa điểm dân gian truyền miệng là nơi Thạch Xanh cứu công chúa Quỳnh Nga và đây cũng là nhà của Thạch Xanh. 3. Hòn Đầm Đước. Địa điểm cuối cùng mà dàn cát đặt chân đến trong hành trình 2 ngày 1 đêm tại Hà Tiên là Hòn Đầm Đước. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì có nhiều loại cây mắm và cây được trồng trên đảo. Đây cũng chính là điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trong 3 hòn đảo, Hòn Đầm Đước, Hòn Đầm Dương và Hòn Đầm Giếng.